Người gánh phân Ni Đề. Thời xưa, người gánh phân được coi là tầng lớp nghèo hèn, dơ bẩn và xếp ngang với súc vật. Chỉ một câu chuyện nhỏ kể về Đức Phật và người gánh phân mà để lại một bài học sâu sắc về cách đối nhân xử thế cho đời sau. Khi Đức Phật còn tại thế, Ấn Độ có rất nhiều tầng lớp giai cấp khác nhau. Trong đó, tầng lớp Thủ Đà La là những người nghèo hèn, bị coi là dơ bẩn và xếp ngang hàng với súc vật. Họ phải sống dưới đáy của xã hội, không được tôn trọng như một con người. Ở thành Xá Vệ, có một tiện dân tên là Ni Đề. Ni Đề rất hiền lành và lương thiện, ngày ngày đều phải chùi dọn phân ở các nhà xí, làm những công việc bẩn thỉu mà không có ai muốn làm. Một ngày, Đức Phật với tôn giả A Nan đi trong thành Vệ Xá, đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì bỗng gặp Ni Đề. Lúc đó, Ni Đề đang quẩy một gánh phân trên vai. Khi nhìn thấy Đức Phật, anh ta liền hoảng sợ, tìm cách đi vòng để tránh phải gặp Ngài. Nhưng vì con đường quá hẹp, nên anh chỉ có thể cúi mặt xuống đường và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thân con dơ ế, xin Đức Thế Tôn đừng lại gần, kẻo mất đi sự thanh tịnh của Ngài. Đức Phật liền tiến đến Ni Đề và nói: Này Ni Đề, con có muốn xuất gia làm tỳ kheo của ta không? Thời ấy, tăng nhân và tu sĩ là tầng lớp Bà La Môn, được coi là cao quý nhất trong xã hội, vượt trên cả hàng vương tôn hay quý tộc. Đó là chốn linh thiêng mà những kẻ tiện dân tầm thường như Ni Đề không bao giờ dám đặt chân vào. Bởi vậy, Ni Đề bối rối trả lời: Ngài là Đức Phật cao quý, còn con chỉ là kẻ hèn mọn, làm sao sánh với đệ tử của Ngài? Đức Phật ôn tồn và nói: Phật Pháp như nước sạch, có thể tẩy tịnh mọi điều dơ bẩn. Dù là bất cứ thứ gì trên thế gian, một khi đã tắm rửa trong Phật Pháp, liền trở nên thanh tịnh. Phật Pháp như lửa thánh, có thể đốt mọi thứ dơ bẩn thành tro bụi. Dù đó là vật gì, một khi lửa thiên đã chạm đến, lập tức trở nên thuần khiết. Pháp của Phật đối với chúng sinh là bình đẳng, không hề phân biệt giàu nghèo. Bất cứ ai có tín tâm Phật đều có thể tu hành và thoát khỏi bể trầm luân. Lời của Phật dạy làm Ni Đề cảm động. Anh vững tâm tu luyện và trở thành một vị đại đệ tử tinh tấn của Ngài. Chẳng bao lâu, anh đã đạt được trí huệ giác ngộ và chứng đắc quả vị A-la-hán. Thế nhưng, việc Ni Đề được Phật cứu độ đã khiến cho bao kẻ hậm hĩnh trong xã hội trở nên đố kỵ. Làm sao một kẻ tiện dân thấp kém lại được làm tỳ kheo và hưởng sự bố thí của mọi người? Vì vậy mà bất cứ nơi nào Ni Đề đến, họ đều tránh xa. Thấy Ni Đề ngồi chỗ nào, họ sẽ lau chùi như thể đó là nơi dơ bẩn. Cuối cùng, khi cơn bất bình và giận dữ lên đến đỉnh điểm, họ tâu lên Đức Vua và nói rằng Đức Phật không thể xem Ni Đề như đệ tử. Vua hay tin ấy, bèn thân chinh đến hỏi Đức Phật. Khi chiếc xe ngựa đến cổng, vua liền bước xuống và đi bộ một đoạn. Bỗng ông thấy một vị tỳ kheo đang ngồi tĩnh tọa trên một tảng đá lớn. Vua liền hỏi nhã nhặn: Ta muốn gặp Đức Phật, Ngài có thể vào trong thưa chuyện này không? Vị hòa thượng đi xuyên qua tảng đá, khi trở ra lại cũng xuyên qua tảng đá như đi trong không trung. Khi vua gặp Đức Phật, ông đã bày tỏ sự cung kính: Bạch Đức Thế Tôn, vị hòa thượng lúc nãy có một năng lực siêu phàm hiếm thấy, Ngài có thể cho tôi biết danh tánh của vị ấy không? Đức Phật mỉm cười và nói: Đó chính là Ni Đề, là người bệ hạ muốn hỏi ta. Ta độ nhân sinh không phân biệt giàu nghèo, bởi tất cả chúng sanh là đều bình đẳng như nhau. Cuối cùng, Đức Phật nói: Ví như trong hồ sen có một hoa sen thơm ngát, chúng ta có thể vì bùn dơ mà vứt bỏ đó hoa sen xinh đẹp đó không? Vậy đó, chúng ta có thể học theo gương của Đức Phật, luôn tôn kính mọi người, cho dù người đó làm nghề gì, nghèo hèn hay giàu sang. Tâm không phân biệt đó là tinh thần của Đạo Phật. Qua câu chuyện trên, chúng ta có thể suy nghĩ về thể tánh bình đẳng trong Phật giáo. Từ khởi nguyên, bước chân du hóa của Đức Phật khắp lưu vực sông Hằng, Ngài là một nhà cách mạng vĩ đại,
và dám gạt bỏ đi sự phân biệt giai cấp đã có lâu đời trong xã hội Ấn Độ. Ngay từ thời cổ đại, có người sống trong lãnh thổ này đã được chia làm 4 giai cấp là giai cấp Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá và Chiên Đà La. Một thời, những giai cấp này đã tạo nên sự bất công vô cùng khốc liệt. Nhưng khi đuốc trí tuệ, chân lý giải thoát của Thế Tôn bừng tỏ thì khắp tất cả mọi giai cấp đều quy về một mối. Ngài đưa ra một chân lý bất hữu, không có giai cấp, trong khi máu người cùng đỏ, nước mắt cùng một vị mặn. Trong thể tánh bình đẳng, Ngài khẳng định ai cũng có Phật tánh và đầy đủ khả năng thành Phật. Nếu người đó tinh tấn tu hành, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Bình đẳng tuyệt đối là một đức tính vô cùng cao đẹp mà xưa nay chỉ có đạo Phật mới có, không có trong bất kỳ một tôn giáo nào hay một hệ thống triết học nào khác. Thiện đạo xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã cùng lắng nghe. Kính chúc quý cô chú anh chị thân tâm thường an lạc, tinh tấn trên con đường tu học. Xin chân thành cảm ơn.